Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ với quý vị và các bạn một số vấn đề về cắt tỉa cây cảnh mùa hè, tức là mình cắt sửa cành đấy các bạn. Ở video này có hai phần. Phần thứ nhất là cây nào thì mình nên cắt, tức là cây trong tình trạng như thế nào thì mình nên cắt và cây trong tình trạng như thế nào thì mình không nên cắt. Và nội dung thứ hai là sau khi cắt thì mình chăm sóc nó như thế nào và những vấn đề gì cần lưu ý sau khi cắt. Cho nên mời các bạn cùng theo dõi. Mời các bạn xem đây. Đây là một cây hoa giấy. Và đợt này nó ngừng phát triển này, các bạn thấy các cái đầu cành nó già hết rồi này. Và nó đang bắt đầu ra một đợt lộc mới đây này. Đấy, các bạn thấy đây có những cái lộc non nó đang bắt đầu nó trồi lên đây. Như vậy đến thời kỳ này thì mình có thể cắt tỉa được. Tức là đối với cái cây hoa giấy hay bất cứ một cây nào cũng vậy. Thì mình nhắc lại như thế này. Cây mình thấy trên cây lá già này. Đấy, lá già hết rồi. Và bắt đầu nảy một đợt lộc mới thì mình nên cắt. Đối với một cây bình thường thì cái cành nó nhỏ thế này thì mình đang nuôi cành thì mình không nên cắt. Nhưng mà với một cây hoa giấy thì nếu mà mình để nuôi nữa, cành nó rất dài. Nó có thể dài lên cả mét. Nó dài như vậy nhưng mà cành nó lại chậm lớn các bạn ạ. Và trong trường hợp như vậy thì mình cắt đi để cho cái đợt lộc mới nó lên và mình sẽ nuôi và chăm sóc lại. Bây giờ mời các bạn xem qua một vài cái cây khác mà đang trong quá trình phát triển mình không nên cắt vào mùa hè. Mời các bạn xem cây này. Nếu như các bạn có một cây hoa giấy mà nó phát triển như thế này, rất nhiều cành vượt này, rất nhiều cành to và lá đấy, các bạn thấy đây, đây này, cành đấy phát triển rất là mạnh, thì trong trường hợp này chúng ta không nên cắt tỉa. Tại sao là như vậy? Vì khi cây nó đang có nhiều lục non như thế này, có nghĩa là cây nó đang phát triển, nó đang lớn. Nếu mình mà cắt đi thì cây này nó sẽ không lớn được, nó sẽ dừng phát triển, dừng lớn. Còn cái cây các bạn vừa xem lúc nãy đấy là nó đã dừng phát triển rồi, chuẩn bị ra một đợt lục mới thì mình nên cắt. Và cây này các bạn thấy này, cái mầm này, cái mầm nó rất to. Đây. Đối với những cây nào mà có cái mầm to như thế này thì nó sẽ làm cho cái thân cây và cành cây lớn rất nhanh. Và những cái cành này thì trước mắt mình không nên cắt, mình nên để lại. Những cái cành này sẽ giúp cho cây phát triển rất là mạnh. Đấy, và đây là một cây đại diện. Bây giờ cho các bạn xem một cây khác và trường hợp đấy cũng không nên cắt tỉa. Mời các bạn xem, đây là một cây mai. Cây này thì hiện tại các bạn thấy nó rất nhiều lục non. Đây, rất nhiều lục non và rất nhiều mầm vượt đây. Trong trường hợp cây như thế này thì chúng ta cũng không nên cắt tỉa vào mùa hè. Nếu các bạn mà cố tình cắt tỉa thì sẽ xảy ra trường hợp là bị cháy lá, cháy cành. Và cây nó đang phát triển thì nó sẽ ngừng phát triển. Và trong trường hợp có những cái mụt non như thế này, các bạn xem đây. Đây, cái mụt non như thế này, chúng ta có thể bấm ngọn một chút. Bấm một chút thôi. Bấm như thế này. Đấy, bấm một ít cho nó cụt đi một ít, để cho cái đốt cành này nó không phát triển nữa, nó dừng, nó ngắn lại thì được. Đấy, chúng ta bấm tạm vậy thôi. Và đến khi nào mà chúng ta thấy trên cây này không có lục non, tức là những cái lá này nó đã già, nó đã già, nó chuyển xanh đậm. Đây, nó cái tình trạng như thế này, nó già và có những lá nó vàng như thế này, thì chúng ta có thể cắt tỉa được. Còn bây giờ các bạn thấy nó khá dày, lá rất dày, nhưng mà mình cũng không cắt tỉa đợt này. Vì đợt này mình mà cắt tỉa nó đang lá như này, mình cắt tỉa là kiểu gì nó cũng bị cháy. Nếu mình che chắn không cho nó cháy thì nó cũng không phát triển được. Nên là đối với những cái cây nó đang có lục non như thế này thì mình tốt nhất không nên cắt tỉa. Dù đó là cây mai hay cây đào hay là cây gì cũng vậy, mình không nên cắt tỉa vào đợt này. Sau đây mình sẽ cắt tỉa cây này. Và trong quá trình cắt tỉa có vấn đề gì cần trao đổi với các bạn thì mình sẽ nói luôn. Và đối với một cái cây như thế này mình cũng cần cắt lại để mình làm tay. Cắt lại làm tay thì mình cắt như bình thường thôi, tức là mình cắt ngắn lại. Tại sao là như vậy? Nếu các bạn mà không cắt ngắn, mình cắt ví dụ như chỗ này, cành nó dài từ chân cành ra mình đến một gang, thì sau này đa số cành nó phát triển đầu cành này. Và lúc đó thì mình làm tay nó sẽ bị thưa. Thế nên là bây giờ mình cắt thì mình cắt ngắn lại luôn. Chẳng hạn như mình cần làm cành đến chỗ nào thì mình cứ thế mình cắt thôi. Sau khi cắt ngắn cành, chúng ta có thể dùng kéo để cắt lá để kích thích cho cái lứa lộc nó phát triển. Khi mình cắt hết lá đi thì cái lượng dăm nó sẽ mọc được nhiều hơn các bạn ạ. Và các bạn cắt hết lá trên cây luôn. Sau khi cắt tỉa lá xong thì các bạn có thể dùng nhôm để chỉnh lại cành. Chỉnh lại cành xong thì mình sẽ bấm những cái phần thừa đi. Mời các bạn xem qua một chút. Cây này thì mình làm thác đổ. Thực ra cũng được bán thác thôi, nhưng chưa được thác đổ. Và cành nó cũng hơi nhỏ.
mình cần phải nuôi thêm một thời gian. Cái này thác đổ nhưng mà mình cố gắng mình làm dạng cành phát triển dạng thiên nhiên đấy các bạn ạ. Sau khi cắt tỉa xong đến công đoạn chăm sóc, đối với mùa hè trời nắng thì các bạn cần phải che nắng cho nó. Mình có thể dùng lưới đen mình che bên trên, che nhưng mà mình không che trực tiếp vào đây nhé. Mà các bạn cắm que hoặc là các bạn căng dây bên trên ấy. Nếu mà cái cảnh của mình xếp theo hàng thì mình nên căng dây và làm cái phần lưới bên trên che thành dàn để cho nó che nắng. Ví dụ như cây của tôi là cây này, nó có cái hè nó che và đến tầm khoảng hơn 10 giờ sáng là hết nắng. Thì buổi sáng mình có thể dùng một cái bao bì mình che trên đây. Mình che từ khoảng độ 8 giờ đến 10 giờ, sau đấy mình bỏ ra cho nó thông thoáng. Và một việc không thể thiếu đó là chúng ta tưới nước cho nó. Đấy, cắt tỉa xong không có lá nhưng mà mình vẫn tưới nước các bạn nhá. Vì mùa hè này là nó khô, mình có thể tưới cho nó vài gáo, tùy theo cây to cây nhỏ mình tưới cho nó vài gáo. Và đối với cái cây mà không có lá như thế này thì các bạn nhìn vào mặt đất này này, khi nào mà đất khô mình mới tưới nhá. Các bạn không nên tưới nhiều quá. Ví dụ các bạn tưới nhiều quá thì cái lượng nước nó lên cây này, nó cái lá nó chưa có thì nó sẽ ách tắc ở trong này và nó thừa nước. Thì các bạn chỉ cần chú ý là khi nào mà đất khô thì mình tưới. Và một việc nữa là các bạn không tưới phân nhé. Mùa hè này nắng nóng, nếu bạn nào mà biết cách pha trộn phân thì các bạn tưới. Nhưng mà đối với bạn nào mà không biết pha trộn, chúng ta tốt nhất là nên tưới mình nước thôi, không nên tưới phân. Mùa hè này cây nó phát triển rất mạnh nên là không có phân nó cũng phát triển được. Bây giờ các bạn mà lại tưới NPK mà các bạn pha hay đạp một cái là cây có khi là chết luôn đấy. Mùa hè nó nắng nóng. Và có bạn đã từng bị như thế này. Ví dụ thấy một cây mai nó ra lộc được khoảng 3 đến 5 phân, lá non đấy. Thế là các bạn mới pha phân hóa học, các bạn pha đặc tưới. Tưới xong thì mép lá bị cháy và các bạn không biết nguyên nhân là vì sao. Và đối với những mầm cây nhỏ thì có thể bị chết luôn, thì các bạn lưu ý như vậy. Thế còn tưới mùa hè các bạn tưới cái gì an toàn thì chúng ta có thể tưới nước vo gạo này. Nếu các bạn mà dùng nước bể bioga hoặc là bể phốt thì các bạn có thể tưới được. Tuy nhiên là trời nắng thì nó bốc mùi, thì chúng ta cần lưu ý là cân nhắc có nên hay không. Còn an toàn nhất thì các bạn chỉ nên tưới nước bình thường thôi, tưới cho nó đủ là được. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi mình vừa chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về cắt tỉa cây cảnh mùa hè. Hy vọng các bạn có thêm thông tin tham khảo để áp dụng cho cây cảnh của mình. Chúc tất cả quý vị và các bạn thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại.